mình sẽ có một ngày mới thật là nhiều năng lượng. Và một ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đọc sách phép màu với một cái chủ đề mà thật sự là em thấy rất là hay và rất là cần thiết cho chị em phụ nữ của chúng ta. Chúng ta sẽ thực hành lòng biết ơn với một đối tượng mà có thể chúng ta sẽ hơi khó khăn đấy cả nhà mình ạ. À, thế nhưng mà đây cũng là một trong những cái bài tập mà chúng ta sẽ cần phải thử thách. Và Lý nghĩ rằng là nếu một người phụ nữ mà chúng ta luyện tập được cái lòng biết ơn ở cái khoản này thì chắc chắn là sẽ có một gia đình rất là hạnh phúc cả nhà mình nhé. Rồi xin phép được đọc trước rồi mình sẽ chia sẻ cho cả nhà mình nhé. Rồi ạ. À, hôm nay chúng ta sẽ đọc ngày 15, đấy là chữa lành những mối quan hệ mà một cách ma thuật. Nhưng mà những mối quan hệ này rất là đặc biệt cả nhà mình nhé. À, nếu bạn có một mối quan hệ gặp khó khăn hay trục trặc, đang đau khổ vì trái tim tan vỡ, hoặc là đang ôm ấp sự oán giận hay đổ lỗi cho người khác về điều gì đó, bạn có thể thay đổi chúng thông qua sự biết ơn. Sự biết ơn sẽ cải thiện một cách kỳ diệu bất cứ mối quan hệ trục trặc nào, bất kể người đó là chồng hay vợ, anh hay chị, con trai hay con gái bạn, cộng sự, sếp, thân chủ trong gia trong kinh doanh, đồng nghiệp, bố mẹ, bố hay mẹ vợ, gia đình, bạn bè, hàng xóm. Khi chúng ta đối mặt với một mối quan hệ khó khăn hoặc một tình huống thử thách trong một mối quan hệ, trong hầu hết trường hợp chúng ta không có sự biết ơn tối thiểu cho người kia. Thay vào đó chúng ta bận rộn đổ lỗi cho người khác về những vấn đề mà chúng ta có với họ. Và điều đó có nghĩa là không có một chút biết ơn nào. Đổ lỗi không bao giờ làm cho mối quan hệ tốt hơn và nó không bao giờ làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Thực tế thì càng đổ lỗi thì những mối quan hệ càng tệ hơn và cuộc sống của bạn ngày càng tệ hơn. Dù cho đó là mối quan hệ hiện tại hay trong quá khứ, nếu bạn nuôi dưỡng những cảm nhận xấu đối với người khác, thực hành sự biết ơn sẽ loại trừ những cảm nhận này. Tại sao lại cần phải loại bỏ những cảm nhận xấu về người khác? Nắm giữ sự giận dữ cũng giống như chúng ta cầm chặt một hòn than nóng với ý định ném cho người nào khác, nhưng bạn chính là cái người bị phỏng thay. Những cảm nhận xấu về người khác sẽ đốt cháy đời bạn, nhưng sự biết ơn sẽ loại bỏ chúng. Lấy ví dụ nếu bạn có một người vợ hoặc chồng cũ, người đang liên hệ với bạn qua những đứa con bạn và mối quan hệ thì không tốt, hãy nhìn thẳng mặt vào những đứa trẻ và nhận thức rằng chúng không thể nào tồn tại nếu không có vợ hay chồng cũ của bạn. Cuộc sống của những đứa trẻ là một trong những món quà quý giá nhất bạn có. Hãy nhìn vào những đứa con và cảm ơn vợ hay chồng cũ của bạn cho sự có mặt của chúng từng ngày một. Cũng tương tự như việc mang lại bình an và hòa hợp trong mối quan hệ. Qua ví dụ này, bạn sẽ dạy những đứa con mình công cụ vĩ đại nhất cho cuộc đời chúng, đó là sự biết ơn. Hoặc là nếu bạn đang chịu đựng một trái tim tan vỡ hay nỗi sầu khổ vì một mối quan hệ đã kết thúc, bạn có thể sử dụng sức mạnh ma thuật của sự biết ơn để chuyển đổi nỗi đau của bạn. Sự biết ơn chuyển đổi một cách thần kỳ cảm xúc đau khổ thành sự chữa lành và hạnh phúc nhanh hơn bất kỳ thứ gì khác. Và câu chuyện của gia đình tôi là một ví dụ cho điều hoàn hảo này. Chúng ta sẽ cùng xem một cái ví dụ nhé. Mình có thể là sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh của mình ở trong đó. Cha và mẹ tôi yêu nhau hầu như ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và từ khoảnh khắc họ thấy nhau, họ đã thật sự biết ơn vì được ở cạnh nhau. Và họ có đám cưới đẹp nhất mà tôi từng biết. Khi cha tôi mất, có thể hiểu được mẹ tôi chịu một nỗi đau vô bờ bến. Sau nhiều tháng chịu đựng, bà bắt đầu sử dụng một sức mạnh ma thuật của sự biết ơn. Và cho dù những nỗi đau lớn lao, bà vẫn tìm những điều để biết ơn. Bà bắt đầu với quá khứ, bà gợi nhớ lại tất cả những thời gian hạnh phúc tuyệt vời bà có trong những năm sống cùng cha tôi. Rồi bà thực hiện một bước lớn kế tiếp và bà tìm kiếm những điều để biết ơn trong tương lai. Bà tìm chúng từng điều một. Bà đã tìm hay nhớ lại những điều bà đã luôn muốn làm nhưng không có thời gian để làm khi cha tôi còn sống. Và với bước đi can đảm của sự biết ơn này, những cơ hội để hoàn thành những giấc mơ của bà đổ đến một cách kỳ diệu. Và cuộc đời bà trở nên sung túc với sự hạnh phúc một lần nữa. Sức mạnh ma thuật của sự biết ơn đã cho mẹ tôi một cuộc đời mới. Với bài tập ma thuật hôm nay, bạn đang đi tìm hòn than nóng đang đốt cháy đời bạn và chuyển nó thành vàng thật sự bởi sự biết ơn. Hãy chọn một mối quan hệ đang gặp khó khăn, đang có vấn đề hay đã tan vỡ mà bạn muốn cải thiện. Bất kể người đó đang hiện diện trong cuộc đời bạn hay đó là một mối quan hệ cũ và người đó đã không còn hiện diện nữa, hãy ngồi xuống và viết ra 10 điều bạn biết ơn về người bạn đã chọn. Hãy nghĩ lại về quá khứ của mối quan hệ
và liệt kê những điều tốt đẹp về người đó hoặc là những điều tốt đẹp nhất bạn đã nhận được từ mối quan hệ. Cách dễ dàng nhất để làm điều này là nghĩ về những điều diễn ra trước khi mối quan hệ xấu đi và kết thúc. Nếu mối quan hệ chưa bao giờ tốt, hãy nghĩ tích cực về bất cứ phẩm chất tốt nào của người đó. Bài tập ma thuật này không phải về người nào đúng hay sai, bất kể những gì bạn cảm nhận về những gì ai đó làm cho bạn, bất luận những gì người đó đã nói hay không làm, bạn có thể chữa lành mối quan hệ một cách thần kỳ và bạn không cần người khác để chữa lành mối quan hệ. Luôn có vàng trong bất cứ mối quan hệ nào, thậm chí là một mối quan hệ tồi tệ. Và để làm giàu cho tất cả những mối quan hệ của bạn và cuộc đời bạn, bạn phải tìm thấy vàng. Khi bạn đào và phát hiện ra quặng vàng, hãy viết nó xuống và ghi rõ tên người đó và bộc bạch suy nghĩ của bạn trong sự biết ơn. Mình sẽ ghi một cái thiệp đấy. Tôi biết ơn cho đấy. Pao, em biết ơn cho thời gian chúng ta ở bên nhau. Đây là tác giả đã thực hiện một cái lòng biết ơn, mình có thể tham khảo mọi người nhé. Pao, em biết ơn cho thời gian chúng ta ở bên nhau, cho tới khi cuộc hôn nhân của chúng ta thực sự kết thúc. Em đã học được rất nhiều. Ngày hôm nay em đã khôn ngoan hơn rất nhiều và em sử dụng những gì em học được từ một cuộc hôn nhân trong nhiều mối quan hệ của em hiện tại. Pao, em biết ơn cho tất cả những gì anh đã làm để cố gắng và làm cho cuộc hôn nhân tốt đẹp, bởi vì 10 năm của hôn nhân có nghĩa là anh đã thật sự cố gắng. Pao, em biết anh vì những đứa con của chúng ta, niềm vui em nhận được từ chúng mỗi ngày sẽ không thể có nếu không có anh. Pao, em biết ơn anh cho những việc vất vả và thời gian dài anh bỏ ra để chu cấp cho gia đình, trong khi em ở nhà chăm sóc lũ trẻ. Đó là một trách nhiệm lớn vì tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào anh. Cảm ơn anh. Pao, em biết ơn anh cho những thời khắc quý giá mà em có với lũ trẻ khi chúng lớn lên. Em có thể ngắm chúng nó và chúng nói và đi lần đầu tiên trong đời. Và em biết là anh đã không có cơ hội đó. Pao, em biết ơn anh cho sự hỗ trợ khi em trải qua thời gian khó khăn của đau buồn và mất mát. Pao, em biết ơn anh cho những lúc em bị ốm và anh đã làm tất cả có thể để chăm sóc em và lũ trẻ. Pao, em biết ơn anh cho những thời gian tuyệt vời mà ta đã có và chúng ta thật sự có nhiều thời gian như vậy. Pao, em biết ơn vì anh muốn tiếp tục là cha của những đứa con của chúng ta. Pao, em biết ơn cho sự giúp đỡ và thời gian anh đã cho lũ trẻ. Em biết chúng có ý nghĩa với anh và cũng nhiều như với em. Khi hoàn tất danh sách 10 điều biết ơn, bạn sẽ cảm nhận tốt hơn nhiều về người đó và mối quan hệ. Điểm tối hậu bạn chạm đến là nơi mà bạn đang không có bất kỳ cảm xúc xấu nào đối với người đó nữa. Bởi vì điều thật sự là cuộc sống của bạn bị làm tổn thương bởi những cảm xúc đó. Tất cả mối quan hệ đều khác nhau. Và nếu cần, bạn có thể chọn để lặp lại bài ma thuật này trong nhiều ngày cho đến khi bạn chạm được điểm mà bạn không có bất kỳ một cảm xúc xấu về người đó nữa. Nếu bạn sang sử dụng sức mạnh ma thuật của sự biết ơn để cải thiện một mối quan hệ hiện tại, bạn sẽ thấy mối quan hệ trở nên thay đổi một cách nhiệm màu ngay trước mắt mình. Một người chỉ có thể thay đổi mối quan hệ một cách ma thuật thông qua sự biết ơn, nhưng khi một người sử dụng sự biết ơn thì sẽ nhận được những lợi ích trong toàn bộ cuộc sống của người đấy. Nếu bạn chọn một mối quan hệ cũ, bạn không còn giữ liên lạc với người đó nữa, bạn sẽ cảm thấy yên bình và hạnh phúc ngập tràn. Và vào cùng thời điểm đó, bạn sẽ thấy những mối quan hệ hiện tại khác trong cuộc sống của bạn được cải thiện một cách ma thuật. Trong tương lai, nếu một mối quan hệ trở nên khó khăn, hãy nhớ sử dụng bài tập ma thuật này ngay lập tức. Bạn sẽ chấm dứt những khó khăn trước khi chúng trở nên lớn hơn. Và thay vào đó, bạn sẽ tăng cường ma thuật trong mối quan hệ. Ok, em xin phép dừng lại ở đoạn này và mình sẽ chia sẻ cùng với nhau cả nhà mình nhé. Chắc hẳn là chị em ở đây thì chắc là cũng có các anh, nhưng em nghĩ là khoảng 90-95% chúng ta ở đây là chị em phụ nữ đúng không ạ? Và chị em phụ nữ thì thật sự là trong quá trình bản thân Lý 30 năm sống ở trên đời, Lý cũng cảm nhận được là cũng có rất là nhiều những mối quan hệ của các cặp vợ chồng ấy. Hôm nay em muốn nhấn mạnh thêm một chút về mối quan hệ các cặp vợ chồng nhá. Mình cũng có thể là có những thời điểm không tốt, thậm chí là vợ chồng em cũng vậy, cũng có những thời điểm là cũng cảm thấy là không có tốt đó. Và chúng ta là một người phụ nữ thì thường chúng ta sẽ luôn cảm thấy là mình là cái người bị tổn thương ấy, và mình là cái người mà giống chồng mình hơi gia trưởng này, hay chồng mình không quan tâm mình này. Nói chung là có rất nhiều thứ, và người phụ nữ thì luôn luôn cảm thấy là mình bị tổn thương. Thực sự thì bản thân em là phụ nữ, em cũng cảm nhận được điều đấy. Và cũng có thể là chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa ngày xưa ấy, là gọi là hơi gia trưởng đúng không ạ? Đàn ông là cái người quyết định tất cả đúng không ạ? Và chị em phụ nữ thì luôn luôn phải theo.
Ví dụ như là lấy chồng thì theo chồng đúng không ạ? Đó, và mình cũng không có được quyết định cái điều gì. Và mình sẽ luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi, mình bị tổn thương, mình hy sinh quá nhiều cho chồng, cho con, cho gia đình. Nhưng mà mình không có tiếng nói hoặc mình không được làm, tóm lại là mình thấy mình tổn thương rất là nhiều. Và rất nhiều chị em mình cũng cũng đã lúc, tức là cũng có những anh chị em mình cũng đã quyết định là tạm dừng mối quan hệ. Và cũng có những chị em thì mình vẫn đang sống nhưng mình vẫn sống với chồng nhưng mình cũng cảm thấy không có hạnh phúc, đúng không ạ? Thế thì qua cái bài bài tập về lòng biết ơn ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là chúng ta nên làm gì với mối quan hệ đã cũ hoặc là hiện tại, đúng không ạ? Thế thì em kể cho mọi người một câu chuyện như thế này. Có một cái câu là gì ạ? Chỉ có yêu thương mới hóa giải được sự hận thù. Còn nếu như chúng ta dùng sự hận thù thì chỉ làm cho giống như cái câu nói là gì ạ? Chỉ có một cái hòn than nóng, chúng ta cầm một cái hòn than nóng mà mình muốn ném cho người khác thì chắc chắn là mình sẽ là người bị phỏng tay đầu tiên. Và cái câu chuyện kể là như thế này, tức là có một cô gái, cô ấy kết thúc một cái mối quan hệ với một bạn trai chứ phải là chồng nhá, và trong một cái sự giận dữ tại vì anh chàng này là không yêu cô đấy thật lòng, lại đi với người khác này, rồi đó là một cái rất là tiêu cực, và cô đấy luôn luôn nghĩ về cái hình ảnh đấy và nó ám ảnh cô gái đấy, ám ảnh đến mức mà gặp bất cứ một cái người đàn ông nào cô đấy cũng sẽ cảm giác như là gì ạ, mình sẽ là một cái kiểu dạng như sẽ nghĩ về cái người chồng, người người yêu của mình ấy. Và kết quả là sau này cô đấy lấy một người chồng lại có đúng y tính cách như cái người bạn trai của mình đó. Thì cái này nó liên quan đến cái việc là tiềm thức đấy, tức là chúng ta không biết nó là đúng hay sai, nhưng nếu như mình cứ ám ảnh vào một cái mối quan hệ cũ, một cái sự giận hờn, thì chắc chắn là tiềm thức của mình ấy thì cũng không có biết không có đúng hay sai, mà nó chỉ nhớ ở trong đầu là tôi cứ nhớ về cái người này thì mình sẽ hấp dẫn, tức là cái gì mà mình cứ hay nghĩ là hấp dẫn thôi. Tiềm thức nó rất đơn giản như vậy đó. Và cũng có một cái ví dụ khác nó thể hiện cái điều ngược lại, đấy là chị em là chúng ta ở đây là con gái mà mình có một cái người bố tuyệt vời ấy, mà mình luôn tự hào về người bố đấy, mình hay nhớ về cái người bố đấy, thì mình lại rất dễ có thể lấy được một người chồng mà rất y giống cái người bố của mình, đúng không ạ? Nếu bố của mình tâm lý này, nếu bố của mình yêu mẹ của mình này, là mình cũng ủa bố mẹ hạnh phúc thế, con ước mơ được lấy một người chồng như bố, đúng không ạ? Thì sau này chắc chắn là bạn sẽ lấy được một người có tính cách rất giống bố, không phải là giống 100% thì cũng phải giống được 80-90% đó. Và Linh thấy là điều này rất là đúng nhá, và bản thân đi cũng đã trải qua những, tức là cũng có cái sự trải nghiệm về cái điều đó đó. Thế thì đúng là gieo quả nào trời trao quả đấy, đúng rồi cả nhà mình ạ. Thế thì chúng ta sẽ cần phải có thể là cần phải điều chỉnh hay thay đổi cái điều gì. Thứ nhất là gì ạ? Nếu như một mối quan hệ mà đã cũ vào nhà mình nhá, mà mình đã chấm dứt rồi, thì chúng ta cũng hãy làm bài tập giống như tác giả đấy, là mình hãy viết về 10 cái điều mà mình biết ơn về người đó. Và chúng ta cái cách đơn giản nhất để chúng ta xóa những cái sự hận thù là mình hãy nhớ về những cái điều người đó đã làm với mình đó. Và chúng ta hãy nếu như chúng ta cứ càng đổ lỗi và càng oán giận thì chúng ta sẽ không bao giờ có lòng biết ơn. Và chúng ta hãy liệt kê những cái điều mà người đấy đã làm cùng với mình, ví dụ như là những đấy những nãy mình đọc đấy, những cái khoảng thời gian người đấy chăm sóc mình lúc mình bị ốm này, người đấy chu cấp cho con cái của mình này, đúng không ạ? Hay là đơn giản là gì, người đó đã là bố của cái đứa trẻ con của mình, cũng là một cái sự biết ơn lớn lao, đúng không ạ? Tại vì có rất nhiều người họ mất tiền tỷ không có con được cả nhà mình ạ. Kể cả là cái người người chồng đấy không, ý là không cùng sống với mình, bây giờ mình đang là người nuôi con đi, thì cũng là một cái sự biết ơn rất tuyệt vời, đúng không ạ? Tại vì mình đang được sống với con, đã được tận hưởng những cái khoảnh khắc đó. Thế thì ai là người mang cho mình cái người con đó thì chính là chồng của mình, đúng không ạ? Hay kể cả là một người tức là rất là tội lỗi đi, thì ít nhất anh ấy cũng có một cái điều mình biết ơn, đấy là gì ạ? Đã là cha của cái đứa trẻ của mình, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta hãy luôn sống với cái cảm xúc biết ơn. Cảm xúc biết ơn này không phải là để tốt cho người đó mà là tốt cho chính chúng ta cả nhà mình nhé. Đó, giống như Lý ở bên đạo thì có một câu mà rất ấn tượng, đấy là gì ạ? Chúa dạy là các con phụng sự ta ấy, không phải để ta được vinh hoa phú quý, nhưng để tốt cho con, tức là tốt cho cái điều là con sẽ cảm nhận được cái niềm hạnh phúc mỗi ngày đó. Thì tốt cho cái bản thân mình, và tốt cho mình thì cũng chính là tốt cho đứa con của mình, tại vì mình chính là phản chiếu, đúng không ạ? Nếu như mình luôn luôn biết ơn với người chồng của mình ấy, thì mình sẽ không gieo vào đầu của con mình những cái hình ảnh xấu, đúng không ạ? Và nếu như mình cứ gieo vào con của mình những cái hình ảnh xấu là cái người bố của con sẽ như này kia ấy, thì rất là dễ là chúng ta đã tạo ra một cái tiềm thức rất là xấu cho con của mình, và rất là nguy hiểm, có thể sau này con của mình sẽ gặp một cái người giống như cái người chồng mà mình đang không có mong muốn cả nhà mình nhá. Cho nên cuộc sống hãy thay tất cả những cái sự oán giận, những cái đổ lỗi, những cái kêu ca bằng cái lòng biết ơn đó. Và cái bài tập này rất là khó, đúng không ạ? Tại vì mình đang rất là giận dữ, thì tác giả có một gợi ý là gì ạ? Mình hãy làm nhiều lần cho đến khi
cơ thể của mình được thay thế tất cả mọi thứ bằng chỉ có lòng biết ơn thôi. Mình hãy cố gắng mình nhớ đi. Tất nhiên là mình đã giận rất nhiều năm thì bây giờ mình không thể một lúc mà mình sẽ thay thế được ngay đúng không ạ? Nhưng mình hãy thay thế tất cả đi. Và rất là nhiều chị Lý cũng biết là cũng có những mối quan hệ khác tốt hơn với người chồng của mình. Đấy, nhưng tất nhiên là gì ạ? Bạn phải thay thế bằng một bằng cái suy nghĩ về những cái điều tốt mà cái mình tức là nếu như mình nhớ về cái người chồng của mình cái điều tốt ấy, thì kể cả mình có bắt đầu một mối quan hệ mới với một người khác thì mình cũng sẽ hấp dẫn về mình một cái người tốt theo những cái suy nghĩ mình muốn. Còn nếu như mình nhớ về cái người cũ của mình một cách oán giận thì mình bắt đầu một mối quan hệ tốt ấy, thì chắc chắn là mình lại có thể rất dễ hấp dẫn một cái người chồng tiếp theo như vậy. Cho nên là có những câu chuyện là không phải ai là gọi là lấy chồng thứ hai, cũng là có rất nhiều người lấy được người chồng thứ hai thì rất là may mắn và cuộc sống rất là hạnh phúc đúng không ạ? Nhưng cũng có rất là nhiều chị em mình có cái người bạn đời thứ hai nhưng mà mình không được hạnh phúc ấy, thì thực ra cái đó nó sẽ đến từ cái tâm trí của chúng ta. Để chúng ta đang nhớ về một cái điều gì đó, chúng ta đang gieo vào đầu mình những điều tích cực hay cái thứ, thì kể cả bây giờ mình đang chung sống với mình với chồng mình mà chồng mình không có được những cái điều như mình muốn, thì chúng ta cũng hãy biết ơn mọi người nhá, biết ơn về những gì anh ấy đã làm với mình. Và có một cái điều biết ơn hay nữa là biết ơn về những điều mình mong muốn. Đó, mình mong muốn ví dụ như là chồng mình đang lười, biết ơn vì anh sẽ chăm chỉ và chúng ta sẽ có một cái tài chính tốt để vợ chồng mình có thể mua một căn nhà mới đúng không ạ? Hay là biết ơn là anh sẽ yêu thương em, tức là mình đừng bao giờ nghĩ về những cái điều tiêu cực. Ở trong mình giả sử đơn giản như là không có gọi là chân tình với mình đi, thì mình cũng hãy biết ơn vì anh sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp ở em và sẽ yêu thương em hơn bất cứ một người phụ nữ nào khác đúng không ạ? Tức là mình cứ thế mà mình biết ơn thôi, mình không có nghĩ về, tức là kể cả mình biết là chồng mình không có tốt với mình thì mình cũng hãy biết ơn về một cái điều ngược lại đúng không ạ? Nhà mình thì đấy là cách, tại vì chúng ta tại vì nhá, càng oán giận thì chúng ta thấy vấn đề cũng không thay đổi gì. Đơn giản là nhà mình dạy con nhá, mình càng bực tức với con thì con cũng không có ngoan đúng không ạ? Càng bực tức thì con càng căng thẳng đấy. Và hay lắm mọi người nhá, cách mình đối xử với con mình như thế nào sao con mình sẽ đối xử với em của nó như thế luôn, y chang như vậy luôn. Thế nên là mình chỉ có cách là gì, hãy bình tĩnh và hãy thực hành cái lòng biết ơn nhiều hơn thì chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ tốt hơn cả nhà mình nhá. Đó, và thật sự luôn đấy là những cái người mà chúng ta gặp ý, là những người chúng ta nên gặp đúng không ạ? Vợ chồng là một cái duyên, là một sự lựa chọn và là một cái duyên đúng không ạ? Thì nếu như chúng ta tức là theo rất là nhiều cái trường phái tâm linh thì chúng ta không nên thay đổi đúng không ạ? Và kể cả nếu như mình muốn thay đổi cái duyên đó thì chúng ta cũng nên ghi nhớ về những cái điều tốt đẹp nhất để mình luôn có sự bình an ấy. Thế nên là những anh chị, những cái bạn trẻ nào ấy mà mình chia tay một mối quan hệ vừa qua thì mình chưa nên bắt đầu một mối quan hệ mới ngay đúng không ạ? Thì cần phải để tâm mình an đã, để mình có một cái gieo một cái niềm tin tích cực với cái người bạn đời tiếp theo đã, rồi mình mới tiếp tục với những mối quan hệ mới mọi người nhá. Đây chắc là không có nhiều các bạn trẻ nhưng mà em thấy đấy là một cái tư duy rất là đúng. Tại vì là tất nhiên là ví dụ như đấy là cái câu chuyện trước đây, tức là bản thân em cũng là con gái và cũng trước khi mà mình lấy chồng thì cũng có rất là nhiều những cái mối quan hệ và mình cũng kết thúc những mối quan hệ đó đúng không ạ? Nhưng mà thật sự là rất là may mắn, rất là biết ơn vì mình cũng biết được cái bài học này cái thời điểm đó. Ngày xưa thì đọc cái cuốn sách là Đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim ấy. Và mình cũng rất là may mắn khi mình đã bình tĩnh và mình sau khi kết thúc những mối quan hệ cũ với những người bạn cũ ấy thì mình đã cho bản thân mình một cái thời gian để mình tĩnh tâm và mình suy nghĩ về cái việc mình sẽ muốn kết hôn với một cái người đàn ông như thế nào. Đó, và rất là may mắn thì khi Lý kết hôn thì cái người chồng của mình gọi là cũng hơi giống với những cái gì mà mình nghĩ về một cái mối quan hệ mình mong muốn. Thế nên là cuộc sống mình chỉ cần nghĩ về những điều mình mong muốn thôi mọi người nhá, vũ trụ ắt khắc sẽ sắp xếp và cho chúng ta những điều mà mình cứ mong muốn đúng không ạ? Thế nên nếu mà mình cứ sống với lòng biết ơn này nhá, trong các chị em mà mình giống như là mình bị chồng không có được ủng hộ mình làm body á, thì mình hãy cứ biết ơn đúng không ạ? Biết ơn anh sẽ ủng hộ em làm, biết ơn anh sẽ thực hiện cùng em thực hiện những ước mơ. Xong rồi đấy nha, anh chị em nào mà mình muốn chồng mình làm cùng nữa thì mình lại tiếp tục biết ơn nhá. Biết ơn anh sẽ cùng em để có thể là gì ạ? Chinh phục những ước mơ để có những ngôi nhà đẹp, những chiếc xe rồi sẽ đi du lịch cùng với em. Đó, nhưng mà mình thể hiện biết ơn bằng cách gì? Mình biết ơn mình thể hiện hành động đúng không ạ? Ví dụ như là mình cũng còn sắp xếp công việc
công việc gia đình của mình với cả công việc mình làm Mori đúng không ạ? Mình vẫn có thời gian bên con, thời gian cho gia đình, nấu nướng hoặc là mình phải thể hiện những cái điều gì đó. Cũng hôm nay mình mà lỡ kiểu làm việc cháy giờ một tí thì mai mình lại bù đúng không ạ? Tức là có rất nhiều cách để mình thể hiện được cái lòng biết ơn đúng không ạ? Ví dụ như mình sẽ dậy sớm hơn, rồi chuẩn bị đi nhà bàn chải đánh răng, rồi kem đánh răng cho chồng của mình đúng không ạ? Đấy là một hành động rất biết ơn, hay là lấy chiếc quần áo cho anh, hôm nay em lấy quần áo cho anh ở trong nhà tắm rồi đấy. Rất là nhiều cách để mình biết ơn đúng không ạ? Hay là hôm qua em bận quá, hôm nay em quyết định là sẽ nấu một món ăn rất là ngon để bù cho anh nhé. Tức là rất có rất nhiều cách để chúng ta hiện lòng biết ơn đấy. Và nếu như chúng ta cứ lấp đầy cuộc sống của mình bởi cái sự tích cực và lòng biết ơn thì mình sẽ có những mối quan hệ rất là tốt và sẽ thực hiện được ước mơ của mình một cách rất là dễ dàng cả nhà mình nhá. Rồi ạ, cảm ơn cả nhà mình. Hôm nay là một cái chủ đề mà tự dưng hôm nay em lại được bảo trợ Yên giao cái nhiệm vụ của ngày hôm nay mà em thấy lại rất là phù hợp với chị em phụ nữ của mình để dễ dàng tâm sự. Ở đây chắc là có một số các anh thế nhưng mà có khi các anh nghe xong cái này lại muốn vợ mình được làm Ori đúng không, để vợ sẽ biết là biết ơn mình hơn, để có một quan hệ tốt hơn đúng không ạ? Thế thường là những anh chị mà mình hai vợ chồng cùng làm Ori ấy thì thường là mình sẽ có được cái sự hoàn hảo trong mối quan hệ, thì cả hai đều được học những cái bài học về thành công và những cái sự biết ơn ở nhà mình nhá. Biết ơn hệ thống chúng ta sẽ dần dần từ các chị mình sẽ có các anh sẽ cùng đồng hành, và nếu không đồng hành thì ít nhất cũng sẽ luôn ủng hộ các chị, và chị em chúng ta cũng cần phải biết cân bằng mối quan hệ giữa già, chồng rồi con cái để chúng ta có thể đi đường dài với Ori và không có những cái sự căng thẳng trong gia đình cả nhà mình nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.